Dạ, cô cũng cảm ơn cô ở Đài Loan. À, tôi có để cùi bắp. Bà ngoại có số tài khoản gì không? Không, bà ngoại không có biết cái đó. Bà ngoại không có biết, bà ngoại có số cùi bắp không à? Không biết, con nói là bà ngoại có cái thẻ ngân hàng á. Không có biết cái đó. Cái này tại vì dạ dạ đúng rồi. Rồi trong cái số tài khoản rồi mỗi tháng nó cho cô. Dạ, nói với cô giờ là tôi không có biết cái gì, nhưng mà đứa ai làm giùm thì tôi rất cảm ơn. Chứ giờ là tôi không có biết cái làm ở đó là ở đâu nữa. Là hiện tại là ngoại đang sử dụng cái điện thoại của bác mà mình không có Zalo, không có Facebook rồi gì hết hả ngoại? Có của cậu nó có chứ ngoại không biết đó. Của cậu. À. Đúng rồi, cho số của cậu. Thì cô ba anh ngoại cứ nói chuyện đi một xíu nữa mình dạ nói con tại vì nó cũng đi những cái chỗ khác rồi nó cũng về thành phố quê không có gọi cho chị mà không có chị con dạ nên có người thân con có ăn chay. Ăn chay nó có chứ tôi xài cùi bắp tôi không biết. Dạ, xài cùi bắp không biết. Dạ dạ để thằng cháu nó lên nó kêu cậu nó. Dạ. Tại cậu chưa có vợ để giờ cậu lo. Dạ, con tôi cảm ơn cô nhiều ha. Chúc cô mạnh giỏi. Trẻ đẹp nha. Cảm ơn. Dạ chị ơi. Vậy là chị cũng nói chuyện với ngoại rồi á, thì một xíu nữa em sẽ nói chuyện với lại em của cô ha. Em của cô có số điện thoại ha. Trai hả? Dạ thì người con của cô á có số điện thoại cũng như là kiểu như em sẽ nói chuyện với ảnh nó rõ nó rõ ràng hơn, tại vì cô nhiều khi cô lớn tuổi cô cũng không có rành á. Không thể nào giờ không biết. Dạ. Để em kết nối với lại số Facebook của chị với lại của anh đó. Rồi em sẽ hướng dẫn cho gia đình làm cái thẻ ngân hàng thì mỗi tháng chị chuyển trực tiếp luôn cho gia đình ha. Dạ rồi em cũng thay mặt cho gia đình và đặc biệt là thay mặt cho hai bé nè, hai đứa con của chị Phương á, gửi lời cảm ơn chân thành đến với chị nha chị. Rồi chị ở An Giang còn cái này là Đồng Tháp mà. Dạ hả. Rồi nhà chỉ con nhỏ đó học lớp 6 thôi chứ anh hồi đó đang. Dạ dạ rồi em ba chị ha, chị giữ gìn sức khỏe nha chị. Rồi ba chị ạ. À. Đây là con trai của cô á hả? Con trai đó là nó thứ ba, còn anh có mình có xài Messenger không? Xài không biết xài, không biết chữ này mọi người không biết xài, không biết xài. Vậy sao ta ở đây anh chị em mình có hai bà mình rành về cái Messenger rồi đúng không? Gì thì nó có nữa. Khi hai rành biết chữ. Thì ông Phước nói lại cho con đi. Với mẹ hả? Nó ở chung với mẹ. Cái máy anh không có xài Facebook luôn. Có xài Facebook không? Dạ. Bây giờ em kết nối với cái Facebook của anh với cái người chị mà vừa mới liên lạc đó cho anh ha. Rồi sau tang lễ của chị Phương nè, anh đi ra ngân hàng ở đây có những ngân hàng nông nghiệp mà Agribank rồi gì đó hay là Sacombank đó, anh tới đó anh làm một cái thẻ đó thì khoảng có 100.000 hoặc 50.000 thôi. Thì khoảng chừng là một tuần hai tuần gì đó thì sẽ có thôi. Thì mấy lúc trước thì mới thẻ lần em nó đây theo nó dẫn nó đi rồi nó chỉ làm thôi chứ không biết làm. Dạ thì anh nhờ người thân mình á. Anh nhờ người thân của mình dẫn đi làm những cái thẻ đó. Rồi bây giờ thì em kết nối cho anh với cái người chị này. Rồi có gì á gia đình mình liên lạc trực tiếp với chị ha. Dạ. Dạ.
chạy điện nữa nè. Em xíu thôi. Em nghe chị ơi. Em ơi. Dạ dạ. Em nói rõ với người ta rằng là cũng như là trước mắt và bây giờ chị thấy hoàn cảnh chị hỗ trợ chị giúp đỡ như vậy. Dạ. Nhưng mà đến khi cũng như là mình không có nói là mãi mãi hoài, có đến khi nào mà chị không có hết khả năng nữa thì thôi. Dạ dạ. À, như trạm tạm thời trước mắt là tới tháng là chị gửi vậy. Dạ, nếu mà tháng nào chị lãnh lương ít thì chị gửi 500 ngàn, mà chị lãnh lương nhiều thì chị cho 1 triệu. Dạ, nhưng mà đến khi nào mà chị không có khả năng nữa thì thôi. Dạ, dạ em nói rõ cho người ta nghe nha. Dạ em đang mở lô lớn con nghe rồi. Dạ chị như vậy là tốt lắm rồi đó chị ơi. Dạ con nói rõ cho cô vậy. Dạ đó là cũng rất là cảm ơn cô. Dạ rất cảm ơn cô nhiều lắm. Đã lâu vậy à, bao lâu mình không có hứa trước được cái chuyện gì xảy ra. Dạ con không có hứa trước được chuyện gì. Dạ khi nào mà con lãnh lương nhiều thì con sẽ chuyển cho con 1 triệu, khi nào con lãnh lương ít thì con chuyển 500. Dạ là rất cảm ơn cô nhiều. Ít không có khả năng á thì thôi. Dạ trước mắt là bây giờ như vậy nha cô nha. Dạ dạ cảm ơn cô nhiều. Dạ dạ ok dạ dạ. Rồi em chào chị ạ. Dạ em ạ. Dạ. Đó cô ha. Thì chị cũng có nói đó nè, trước mắt thì trước mắt chị giúp được giúp khi nào đâu giúp thì tới. Nếu mà chị lãnh lương nhiều á thì chị gửi 1 triệu, mà lãnh lương ít thì chị gửi 500 vậy ha. Dạ chứ mình cũng không biết được, là chị cũng không có hứa trước được là giúp tới thời gian là bao lâu á chị. Mình cũng không hứa luôn chứ đừng nói chị cổ phải không. Như đó là cái duyên của mình đó. Cái duyên của mình, cái duyên của mình, cái duyên của cổ có nhiều thì cho cháu ngoại mình nhiều, còn cái gì sau cái mình không có buồn gì. Ta cho mà cái cháu con cháu mình là cái duyên của mấy đứa nhỏ. Dạ. Cái duyên của mấy đứa nhỏ thôi. Nói chung là ông bà cô bác thì chỉ thương là thương cho hai đứa nhỏ, cho hai đứa nhỏ. Không phải là thương người lớn, đúng rồi. Tôi đâu, cho cháu ngoại tôi. Thế là hiện tại là anh này là đang ở chung với cô hả? Trai chưa có vợ luôn hả? Ừ. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? 34 tuổi. 34 hả? Tuổi gắn hả? Gắn. Một xíu nữa thì con sẽ có nói messenger với chị để cho chị dễ nói chuyện với cô hơn. Tại con quay hoàn cảnh của mình rồi, con còn đi hoàn cảnh khác á. Nhiều khi chị gửi thì con xuống không tiền á, chuyển thẳng vào mình nó dễ hơn nha cô. Dạ. Dạ. Một lát khi mà trước cái giờ đưa em đi là có đội khiêng gì không cô? Có đội khiêng không con? Có, cái tầng múa lửa. Mới có múa lửa gì không? Không. Nói chung là không có càng chống vậy ha. Không không. À, chỉ là tới giờ là khiêng ra thôi. À, tới giờ là khiêng ra đi thôi. Dạ. Mướn chiếc xe đưa ra từ thiện chở mình, mướn chiếc xe đưa ra ngoài rồi có xe từ thiện chở đi thôi. Cái chỗ cái đường này con thấy cũng hẹp. Rồi từ đây ra ngoài đó thì lấy xe gì? Xe ba gác hả? xe tải nhỏ. Rồi ra tới lầu lớn là sẽ có xe từ thiện ta đưa đi thiêu. Dạ. Thiêu ở đâu cô? Với cả cỏ xe đét cái gì à. Nó cả cỏ chứ tôi không biết cả cỏ nằm đâu. Cái đó mình có tốn chi phí gì không? Nó từ thiện thôi mà mình từ thiện luôn ha. Nói chung cũng đỡ ha. Chắc là nếu từ thiện là chắc không đồng á. Từ thiện không đồng quá. Nói là mình để vô thùng nhiêu thì để. Dạ. Nghe nói vậy thôi chứ mình không biết chỗ đó là đâu luôn. Đâu có đi đâu đâu, tùy tâm của mình hả con. Có nghĩa là hiện nay là mình không có đất đai gì hết nên là không có chôn được ha. Dạ. Mẹ ở nhà sàn, con ở nhà sàn ở dưới sông, mẹ ở trên bờ. Hồi tối rồi có sư thầy rồi tới không cô? Không có, tối gì đất giản gì cho con vậy rồi. Là từ không có mướn sư thầy luôn. Có thì sáng thì có ông thầy vô tụng cúng cơm cho nó thì có. Cái hôm bữa mà hai anh chị xảy ra cái mâu thuẫn xô xát lại á, lúc đó bà ngoại ở bên trong nhà không nghe hả? Không thôi, tôi lặt ra cho mình đi bán phở, mình nhận rau gì mình lặt người ta cho tiền. Dạ. Phở thì sáng 4 giờ đi tới 11 giờ về được 100, mình lặt rau cho mình 20, nó là 120. Dạ. Rồi mình lo mình lặt rau, mình đâu có biết. Chứ phải mình đi ra đi tới lui thì mình biết. Ủa là khi là ở trong nhà hay là ngay chỗ cái cầu đây? Trong nhà, chỗ để tủ lạnh là nó mới gục lên chỗ đó. Rồi cái tủ lạnh thì để ngoài chỗ ngoài này nè, chỗ bọc đen đó, rồi mới khiêng vô đó đó. Dạ. Cái cửa có chút xíu hả? Ủa con nghe nói là cái khi mà đưa chị Phương đi thiêu xong là cái nhà này mình dở luôn hả con?
chứ để giờ làm sao giờ. Rồi không rồi hai cháu là nhớ là lên nhà ở với bà ngoại. Rồi thì em cho là dỡ dỡ cái nhà luôn. Dỡ cái nhà để em về cho bên ngoại thờ luôn. Chứ ở đây rồi làm sao giờ. Của mình mình không có để đồ đạc hay được hay sao mà mình cứ dở luôn. Dở thì để tuổi thân quá. Con mình mạnh dở thì nó vậy tuổi thân quá ha. Tuổi thân quá dở. Tuổi thân quá dở bỏ luôn ha. Tuổi thân quá dở nữa. Mà dột cho ngã trên kìa chú dòm kìa. Anh ba nó chùm cao su che cho nó không xuống mưa đó chứ xuống mưa như mà sang luôn. Bình thường là mưa dữ lắm ha. Mưa, dột mưa anh ba nó chùm cao su mai con su chùm cao su che vậy cho đừng dột. Rồi bình thường là hai cháu đi học xa không cô? Đây ra chợ á. Xa không? Cây mấy số? Cây mấy à? Ngoại đưa, mẹ nó nhà thì mẹ nó đưa. Là bình thường ngoài... là ông ngoại đưa. Mẹ đi mà ông ngoại đưa, còn mẹ nhà thì ngoài ông mẹ đưa. Là học hai đứa là học mấy buổi? À, đứa học hai buổi, đứa học một buổi, có bữa thì hai đứa học hai buổi hết. À. Mình có xã hội nghèo chắc là tiền học phí nhà trường chắc cũng ít thôi cô. Hồi giờ cái nó cho hồi đó tôi ở dưới mấy sông, gửi cho 3 triệu tiền thiết lên trên, tôi xây đó được cái nó lên cho lên trên, 3 triệu tiền thiết nó lấy xã hội nghèo lại. Cái sau năm nay cái nó cho được cái sổ cận nghèo, cái giờ nó nói giờ nó lấy lại nữa, vậy là xong. Có nghĩa là về đi học là vẫn cái tờ đóng tiền phí. Vẫn đóng tiền phí. Thì bình thường học phí của hai đứa một năm khoảng bao nhiêu cô? Ông ngoại đóng bằng đứa tiền ông ngoại đóng gì không, mình không có đóng. Ông ngoại là thấy ông ngoại. Ông ngoại đi thấy ông ngoại hiền quá ha. Đóng gì Ông nói này đóng cho nó nhiêu nhiêu vậy đó mà gom vậy đóng vậy thôi. Thấy ông ngoại nói chuyện hiền quá. Không có đóng, nói nào ngay tôi không có đi đóng tiền gì tôi không biết. Là hiện nay là cô với chú là ở đây là chỉ là người nào kêu cái gì làm cái đó. Kêu gì đi làm là đó. Là coi như mình không có nghề nghiệp gì cụ thể ha. Không, còn thằng trai đi làm hồ vậy thôi. Con cảm ơn cô nha cô. Rồi rồi có tháng nào mà không có cái việc gì để mình làm không? Có, học cái bài. Học thì mình hỏi mượn, mình hỏi người ta. Hỏi mình, mượn ha. Hỏi người ta cái mình trả lời. Chịu thì tháng mình trả lại 50, cái mình tháng sau mình bằng có cái mình trả lại tí mình trả được 500. Mình đóng 25 ngàn, cái tháng sau mình rồi mình không có suy nghĩ là lỡ mình không có cái việc làm rồi mình đòi mượn rồi mình không có tiền trả là sao? Khi đám tiệc chứ mình mặn thì cũng có, khi mình đi đám á. À. Như là cái là mình đi đám chỉ tầm một tháng mà hai ba cái đám mình phải hụt. Đúng rồi. Còn bình thường là hết qua đám thì mình cũng đỡ ha. Thì nó đủ vô đó. Dạ. Yeah. Những đám thì nó phải hụt, tháng nào đám thì phải hụt. Nhiều hết nha, thì hai ba cái đám, hai cái đám cưới là hụt, còn hai ba cái đám giỗ thì nó vừa vô đó. Yeah. Mình chồng bây giờ mình đi thì nó hụt vậy đó. Còn kể như mà không có đám á thì mình mặn ăn nó đó vô đó rồi con cái đi học đồ được. Anh nó mặn ngày cũng được hai. Thì ngày hôm qua tới bữa nay thì con thấy cái cô mà mẹ chồng của anh Hùng cũng qua đây. Đấy, túc trực ở bên đây hôm qua tới giờ. Thì giống như là cái câu chuyện này thì nó không phải là nó ngoại muốn hay sao đó. Chuyện vợ chồng ngoại muốn thì có thể là ai chắc cũng là muốn mà, chú đúng ơi. Chị cũng đâu muốn mà tôi cũng đâu muốn, không ai muốn chứ. Dạ. Nói chung bây giờ thì quan trọng là còn hai đứa cháu thôi, còn hai đứa nhỏ. Cái phần số nó tới đó rồi thì thôi, vậy chị cũng đâu có muốn đâu. Dạ. Mà mình cũng đâu có muốn con mình đi mà chị cũng đâu có muốn mà con dâu chị đi. Dạ. Nói chung là vậy thôi, giờ mình buồn cái là mình tuổi cái con mình nuôi cái lớn mà để mình làm cái chữ chỉ đó là mình tuổi thân mình khóc mình chỉ lên chỉ xuống vậy thôi chứ. Mình không buồn phiền chị tôi mà chưa lên thì cũng tôi ra cũng nói chuyện vậy nhưng mà kiểu mình tuổi thân mình nữ tuổi mà đám tiệc con mình lo rồi con mình chịu lên chịu xuống hoài cũng tôi ra cũng nói chuyện không có mất lòng gì không tiếng nào qua lợi gì với chị tôi nữa nào ngay đi con cái gây ra thì cha mẹ phải gánh thôi nó cũng tội cho chị ảnh chị cũng vậy mình cũng vậy thôi ai có muốn bây giờ đâu đâu không muốn ai có biết trước được đâu tại phần số nó về với mình sống với mình được như là tới ngày giờ nó trả nợ cho Hùng tới đó 18 tuổi thì nó rước về nó gánh cái nợ với nó duyên nợ với nhau tới 28 tuổi thì duyên nợ nó đã trả xong thì nó trở về cuộc đời của nó hết cái nợ trả cho chồng. Nói chung là ở đây là cô ở đây là đất là nhà nước cho hay sao hay là đất này của ngoại của ngoại ha của ngoại là được có cái nền nhà đó ha. Tôi không tôi nói phải tôi có tiền là tôi bên cát là tôi đâu có ở nhà sàn nếu mà tôi ở được cái trên bờ như gì là con tôi đâu có nằm giữa được. Tính cho gì nhà đó mà ai cũng nói khiên đem nó vô thì được rồi đem ra khiên hòm rồi người đi cái cầu thì nó quá yếu đi rồi trong nhà đi thì nó cũng thập sình thật sự
rồi nó sập rồi làm sao. Thành ra buộc phải cho nó ở dưới đây mà cũng bức ruột bức trang. Ở dưới đây cặp máy xong rồi cái này là người ta cho xây không? Ở dưới đây hả? Ở đây thì nhà nước nó không cho nữa. Đúng rồi, hơn hơn là làm tạm mình ở thôi. Nó làm tạm nó ở thôi chứ không cho. Hồi lần tôi ở dưới đây nè, mình còn cái tuốt ngoài kia kìa. Đây ra đó tới 4 năm thước, đằng đó tôi lắp cái mương này là hồi đó là tôi cắt lúa mướn là tôi lắp cái mương này tới 6 chỉ vàng đó tôi cất nhà tôi ở rồi. Nhà nước không cho ở rồi kêu tôi vô cho tôi có 3 triệu tiền tiết là lấy sổ nghèo đó. Dạ. Còn bà ngoại thấy vậy rồi cho ở với mương, cái mương rồi mấy mà cơm kỉnh mới xây được mấy cái vòng vòng đó. Dạ. Chứ phải mà lúc đó mà có tiền công tác lương thì cái nhà mình cái nền đàng hoàng như người ta có mình đâu ở ngoài đường. Ừ. Mình cũng không có chi phí để muốn đạo tiền. Nãy giờ tao kém phải muốn chết luôn. Kiếm để làm gì vậy? Nó hỏi kiếm để làm gì vậy? Nó được tiền không nói được. À, bây giờ thì cũng 9 giờ mấy rồi bà chú cũng chuẩn bị làm lễ động quan cho chị cho em Phương để mà đưa em ấy đi quả thiêu. Thì đây là cái ngôi nhà mà hai vợ chồng cắt tạm để mà ở dưới đây đó bà chú. Thật sự ở một cái đám tang mà không có đội mai táng, không có đậu tì hết trơn thì nói chung cái đám nó rất là ảm đạm luôn, nó buồn lắm đó. Cái con sông này thì ít có ai mà cắt cái nhà dưới sông lắm, mà chỉ có hai vợ chồng không có đất ở nên là cắt tạm ở dưới đây để mà ở. Cái ngôi nhà thì tầm 6 mét vuông thôi, bề ngang 2 mét, bề dài 3 mét với bà cô chú đó. Thì khi mà cái quan tài đặt vô thì cũng không có vừa nữa, hình nữa cái trong nữa cái ngoài. Thì theo cô đó, khi mà đưa em Phương đi quả táng xong thì sẽ tháo dỡ cái nhà này luôn để mà không còn những cái kỷ niệm để mà làm cho cô tủi thân nữa. Khi mà nhìn thấy cái ngôi nhà này thì cô nhớ lại con gái mình, thì cô rất là tủi thân. Một đứa con mà nuôi tới tuổi này mà tự nhiên đột ngột lại ra đi như vậy thì cô rất là tủi thân. Thì khi mà đem em Phương đi quả táng xong là gia đình sẽ tháo dỡ cái nhà này luôn. Thì vừa qua thì Thái cũng đã chia sẻ cho quý ông bà cô chú về cập nhật về cái vụ việc. Thì Thái cũng mong là quý bà cô chú hãy chia sẻ cái video này để cho nhiều người biết đến, để có thể là giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình. Nhớ cho Thái một like, một chia sẻ với bà cô chú. Và bây giờ thì Thái cũng xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại với bà cô chú ở cái clip sau. Bye bye tất cả mọi người.